Chính audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác mấy cái cặp loa Bô 101 nha các bác nhé. Đây là bốn cái cặp loa Bô 101, có 101MM và 101IT. Hiện tại em đang lắp lưới này thì em sẽ tháo hết tất cả những cái lưới này ra nhé. Và đây là một cái cặp 101IT. Đây là lưới của 101MM này. Sẽ quay gần một chút. Xoay cái đèn lên để nó sáng hơn. Đây là lưới của 101IT, à 101MM nhé. Lưới rất là đẹp. Lưới này thì em cũng đã giặt rồi nhé. Về nó có chút bụi nên là em phải giặt nó đi. Thì các bác biết đấy, như loa mình để nhà dùng thì để qua thời gian thì các bác cũng phải tháo lưới ra để giặt, chứ không nó sẽ bị tích cái bụi này nè. Nhưng mà sẽ quay đến từng cặp một nhé. Ở đây thì có cặp 101IT thì trước đây em đã quay rồi, hiện tại em cũng còn cặp đấy, thì em sẽ để cái link của cái cặp 101IT ở phía dưới cái phần mô tả luôn nhé các bác nhé. Giá của từng cặp thì em cũng sẽ để bên dưới cái phần mô tả theo kèm theo cái số series của nó khi em quay. Thì anh em các bác có nhu cầu với thế nào thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222 nhé. Đây là cái phần lưới, mình sẽ quay từng cặp một. Đây là một cặp này, kia là một cặp. Tất cả bát này màu xanh hết, ba loa rất là đẹp. Đấy, đây là mặt loa này, em quay chi tiết là video nó sẽ hơi dài. Đây là mặt trên này, thực tế có thể là em quay như thế nhá. Đây là mặt bên hông này, mặt phía bên dưới bắt cái bát treo, mặt bên hông còn lại và cái mặt phía sau. Sau số series con này đấy, không biết các bác có nhìn được không, 072643, 072643 nhé. Đấy là một con. Và tiếp đến em quay tiếp một cái con nữa, đây em đọc số series luôn, 072644, 072644 nhé, trùng cặp liền series. Đây là mặt đấy ạ. Đây là mặt của loa đây. Đây là mặt của loa. Đây là phía trên. Hàng đã qua sử dụng bên Nhật nên là nó sẽ có cái sự phai màu theo theo thời gian. Đây có cái vết chấm sơn bên kia, người ta dùng nó dính sơn đấy. Em chỉ vệ sinh em lau nó đi thôi chứ không có tút tát gì hết. Đấy, bên hông. Thì bên dưới bắt cái bát treo này. Đây bên hông còn lại. Và đây là cái mặt sau. Đấy là cặp. Tiếp đây một cặp nữa. Em đọc cái số series luôn. 153602. Đây, không biết anh em đã nhìn được series chưa? Vì quay điện thoại thì nó cũng không có khả năng lấy nét tốt. Đấy. 153602. Đây là cái mặt sau của nó luôn đấy. Đấy, đây là mặt sau này. Đây mặt trước. Đây mặt trước. Đây, bát loa, rốn loa rất là đẹp luôn. Hàng tất cả em đều test rồi nhá. Đây là mặt trên. Đây là mặt trên. Và đây là bên hông. Đây là mặt phía dưới bắt cái bát treo. Hàng cũng về đánh giá với này, hàng 101 như thế này là rất là đẹp rồi đấy ạ. Thế nào bên hông nữa, đấy là một cái. Và đây là tiếp là một cái nữa,
Cái nữa con này em đọc luôn Sorcery. Con này là 153601. Con kia là 153602. Trùng cặp liền Sorcery. Đấy, 153601. Đây là mặt sau loa này. Mặt sau loa rất là đẹp. Đây là mặt trước loa. Đây là đây ạ, màng loa đây. Các bác muốn xem kỹ thì các bác có thể dừng cái video này các bác xem nhé. Đây là mặt phía trên rất là đẹp. Đây là mặt ở bên hông. Mặt phía dưới bắt cái bát treo là bên hông còn lại có những cái vết xước xước nhỏ nhỏ này. Đấy thì em quay như vậy. Và cái cặp 101 IT này thì trước em đã quay rồi. Thì em sẽ để cái link video xuống phía bên dưới để các bác xem cho nó dễ. Và cái cặp 101 này em sẽ quay cái cặp 101 này. Cặp 101 này thì mất một cái nó bị gãy cái xương thì em sẽ quay chi tiết cho. Cái cặp 101 này trước em đã quay video cùng với con TA55 mà nó lỗi là em đã thanh lý cho thợ con TA55 đấy rồi. Đây là mặt trước loa này. Đây là phía bên trên này. Con này thì em chưa vệ sinh vì là cái cặp này thực tế là nó lỗi thì thực tế về nó sẽ bụi bụi như này các bác này. Đấy, thực tế khi về nó sẽ bụi như thế. Đây là bên hông. Bên mặt dưới bắt cái bát treo. Và bên hông còn lại. Và đây là cái mặt đằng sau. Con này số seri là 129551. Em sẽ lấy led vào. 129551. Đấy anh em có thể xem. Với cái chiếc loa này thì bình thường không vấn đề gì nhé. Đây là vấn đề nó sẽ nằm ở cái chiếc sắp tới em quay này. Đây, cái này em đọc số seri luôn để anh em có thể biết được. 129552 cũng trùng cặp liền số seri nhé. Tất cả bốn cặp ở đây là đều là trùng cặp hết. Cái con 129552 này thì ở chỗ này do vận chuyển đây nó bị nứt cái xương này. Về chất âm thì về anh em dùng cái keo, mua cái keo gắn màng loa ấy, anh em gắn lại cái xương và cái mép gân nó bị bung lên đây là nghe bình thường không có vấn đề gì cả. Đấy, thì em quay rất là rõ, hàng có thế nào em bán như thế. Đây ạ. Đây, mặt trước phía bên dưới bắt cái bát treo. Bác nào chốt thì em cũng sẽ vệ 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 sinh lại nhá. Bên hông ạ, phía bên trên, phía bên hông nữa. Một chuyến hàng cứ dính một con như thế này là coi như là cũng buồn buồn này đấy ạ. Đây là phía mặt sau. Đấy. Về thực tế em có bốn cái cặp 101 như thế để ra được cái video tầm 10 phút cho anh em các bác xem thì cũng cả một cái quá trình. Thì các bác cũng cho xin một cái like để ủng hộ và đăng ký cái kênh của em để động viên em phần nào. Thì đấy em sẽ có cái giá ở dưới cái phần mô tả nhé. Hiện tại bây giờ nếu mà đưa lên thì trên YouTube thường cái phần tương tác xem nó sẽ bị bóp kém đi rất là nhiều, nên là em sẽ đưa cái giá công khai xuống phía bên dưới chứ em không đọc khi mà em quay nữa. Thì anh em các bác có nhu cầu cả bốn cái cặp này về lắp cho quán cà phê hay là chùa chiền nhà thờ các thứ hay là phòng học phòng giảng các thứ thì cứ liên hệ với em, có thể từng cặp có thể là cả bốn cặp thì em sẽ báo. Nếu mà các bác lấy cả thì giá nó sẽ tốt. Còn các bác lấy lẻ thì giá tất nhiên là nó sẽ bị cao hơn một xíu. Thì các bác có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin phép kết thúc cái video tại đây ạ.